Xin nhân xin chào quý vị và các bạn ha. Xin chào cả nhà mình. Thì hôm nay cũng có một cái vụ này nữa cả nhà ha. Một cái cho mẹ và ở trong cả nhà mình thấy cái góc trong á, ngay ngón tay mình ha. Tại vì bé mẹ nằm đây mình cũng dám sọt vô là sáu bé cho con. Mới vừa đẻ khoảng cỡ chừng 2 tuần quá thì cái nhà mình thấy là cháu mẹ đang bị viêm da một chút, nhưng mà chủ thì cũng có điều trị rồi trước dịch, như là trước lúc dịch bệnh á thì có đưa ra thuốc y chích, nhưng mà khi mà dịch bệnh rồi thì là không có đưa đi đâu được hết á. Nói chung là cả nhà cũng biết là dậm chân tại chỗ rồi, thì bé nó cũng chưa có khỏe, chưa có khỏi hẳn. Nhưng mà cái vụ mà viêm da này thì cả nhà mình cũng biết, thì là đối với hộ tư nhân nuôi thì không rành á thì hơi khó trị, còn đối với mình thì dễ cả nhà ha. Chỉ cần một viên Robecto hay là hai viên nách da là sẽ hết. Thì cái gì mà bé mẹ bị viêm da mình không nói, nhưng mà vấn đề chính là tại sao là chủ không nuôi nữa mà phải gọi điện kêu mình nghiên cứu về cho đem về trạm. Thì nó có mấy vấn đề như thế này. Chó thì đẻ ra thì nó hơi dữ chút xíu, nó cắn người cái nhà ha, nó cắn hơi. Chủ phải buộc lại hơn nữa thì cái nhà mình ở đây là xem ở đây là cái đại khái như cái đường chung, cái nhà thấy không, thấy cái đường đi chung thì đây nè, cái đường đi chung nè đó. Vấn đề là nếu mà người ta đi vô đi ra thì nó cắn người ta, nên ra buộc lại chủ kêu là nếu mà cho đi bán đi thì chủ không có bán, muốn tìm chỗ nào đó là nuôi các bé cho đến trọn đời luôn mà cho nó yên tâm á, cho nó an toàn á, thì không có chỗ nào hết, đâm ra là phải gọi điện thoại cho về trạm. Thì đối với trạm bây giờ là trạm nó cũng quá tải hết, sáng nay mình gọi điện rất là nhiều trạm không trạm nào chịu nhận hết, trạm nào cũng quá tải hết. Thì cuối cùng mình mới điện qua Bình Dương, là qua bên trạm Bạn Thì cái nhà ha. Xin đầm bọc mẹ và 6 bé cho con. Vì cái lý do này mà nếu mà nhốt bé lại thì không được, còn hãy thả bé ra là bé cắn hay cái nhà cắn hết mấy người hai người rồi đó. Anh ta chủ sợ đó, rất là sợ, rồi hơn nữa là phải lệ thuộc vô đường đi chung rồi nữa, anh ta buộc phải cho bé đi mà không muốn tách rời mẹ con ra, cho về gia đình vừa, nói chung là về trạm đó, một mẹ và 6 con ở chung. Bây giờ mình xin đón bé về đưa vô trạm Bạn Thì cái nhà ha. Mong cả nhà mình cũng thật ra người chủ này á, mình cũng nói thiệt với cả nhà mình á, tới đây rồi mình xác minh á, là người chủ này cũng thương chó mẹ lắm, chứ không phải lòng thương chó mẹ này. Hôm nay chủ cho biết là được 5 năm nuôi bé được 5 năm mà đẻ mới có 2 lần thôi, thì lần này là lần thứ 2 nè, còn một lần trước thì lần này là nói chung là bị cũng sơ sẩy chút xíu á, là bé nó có bầu rồi đẻ thôi, chứ còn đúng là chủ không cho đẻ. Triệt sản thì không có triệt sản, nhưng mà vấn đề là bảo vệ cho nó không đẻ thì bị sơ sẩy chút xíu rồi có lẽ nó có bầu. Chủ thì có thương, có sữa, có đồ cũng cho mẹ uống rồi, nói chung là cũng bị viêm da thôi, nhưng mà bé rất là mập mà nhà thấy ha. Còn nói chung là chủ cũng thương, vì cái chỗ này vấn đề khó khăn là ở chung nè, rồi bé này phải giữ và chủ không muốn nuôi nữa, còn cho ra thì gia đình nhỏ lẻ thì giống như là sợ ta ăn thịt và tách mẹ con ra, chủ không muốn vậy, giờ muốn tìm một cái máy ấm về cho bé thì thôi, giờ cũng đáng mà sao tự nhiên nó hiền với mình, cái nhà thấy nó không giữ dễ sợ không, mà sao nó mình ngồi kế bên nó cũng hiền nè. Tôi vừa quên rồi đó. Gấu ơi, gấu đúng rồi, cái này mà nếu mình có mấy cầm miếng đồ ăn nữa mình đưa rồi mình dám hoặc tay vô liền cả nhà mình. Còn hôm qua mình chưa có gì hết mình cũng hơi ngại ngại không, chưa có gì hết ngại ngại, nhưng mà có miếng là mình dám liền á. Vì hãy đưa ba mẹ con bé này về cho Bạn Thì giới thiệu ha. Mong cả nhà mình cái như là trong nước như ngoài nước thương mẹ con bé, phụ với Bạn Thì nuôi các bé cả nhà ha. Mình cũng nói là hôm nay là tiền quỹ của mình không còn đồng nào hết, nhưng mà tiền quỹ của mình là thật sự là không còn, nhưng mà hôm nay đón một mẹ 6 con về, mình sẽ tặng trước mắt là mình tặng cho Bạn Thì 100 kg gạo liền, để cho Bạn Thì đùm bọc cho mẹ con đó, mọi chuyện đến sau cả nhà ha. 6 bé cho con này cái nhà ha. Dễ thương không cả nhà mình. Mà có vấn đề là bây giờ phải kiếm cái gì khớp mổ cho mẹ là dưới mình
xin nói thêm cả nhà mình lần vậy đó nha. Thì cái đây là cũng như là cái duyên của mình đối với các bé cả nhà ha. Có nghĩa là sau cái clip này nữa, từ này về sau cả nhà mình có thấy hoàn cảnh nào ở đâu thì cả nhà mình điện các máy ấm, các máy ấm giùm mình ha. Cả nhà mình đừng có điện mình nữa nha, mình không có cứu nổi đâu nha cả nhà mình ha. Mình không có chỗ nuôi và không có chỗ gửi luôn á. Thì hôm nay là cái này chắc là mình nghĩ là mình cứu hai mấy bé là lần này là cái duyên của mình rồi, đối với các bé rồi. Từ đây sao hoàn cảnh nào mấy là cả nhà mình điện các máy ấm giùm mình nha. Đừng có điện mình rồi mình từ chối thì nghe nó cũng không có đúng ý mình lắm, rồi hãy mà nhận thì không có chỗ nuôi, rất là khó khăn cho mình. Mong cả nhà mình hiểu giùm ha. Đừng có nói ngày qua thấy siêu nhân cứu con bé rồi, rồi hôm nay là cứu thêm mày nữa, là cái ngày mai là cái nhà mình điện mình nữa mình chết mình luôn á. Mình xin từ chối nha cả nhà nha. Rồi chị bỏ vô nè. Sao bé cái chuyện nó lại đó. Trời ơi, tưởng nó rớt con chó. Cái thùng rác trong dán kỹ chưa? À, được trai gái gì sao biết không? Ba trai ba gái luôn hả? Đốm luôn. Đó, đây làm thầy là hiện giờ là đồng học các bé cả nhà mình ha. Bây giờ là cho các bé ở phòng này cả nhà mình. Đó. Sao bé? Đưa mẹ con bé về máy ấm của bạn Thì rồi cả nhà mình ha. Thì mình xin nói với cả nhà mình bây giờ nè, bạn Thì đã dang rộng vòng tay đón mẹ con một mẹ và sáu bé. Thì trước mắt thì mình nói cả nhà mình là im ồn quá về cái sự mà kiểu như là hỗ trợ cho bạn Thì chăm lo các bé, thì mình cũng nói cả nhà mình ha. Thì mình tìm tạm thời tiền quỹ mình không còn, nhưng mà mình hứa với bạn Thì là sẽ tặng cho bạn Thì 100 kg gạo, ngày mai mình sẽ chở xuống hết cả nhà ha. Tại vì hôm nay là mình chở sáu bé đi với lại một bé mẹ ràng trong cái bội nữa, ràng như cái thùng này nữa nè, thì đâm ra mình không có chở gạo được. Ngày mai mình sẽ chở 100 kg gạo xuống tặng lại cho bạn Thì để bạn Thì phụ với bạn Thì chăm lo cho các bé nha cả nhà mình ha. Đây một viên nếp gà với một cục phô mai cho bé uống viên nếp gà vô cả nhà mình ha. Đang bị viêm da rụng lông ấy cả nhà mình ha. Rồi bạn Thì đã lừa được sáu mẹ con vô trong chuồng rồi. Sợ, nói chung là cũng sợ chứ, lạ mà nhưng mà cũng không thấy cái gì đâu mà quá khó chịu. Bạch viên phô mai lại cho ngon lành. Đó, che viên roberto, viên nách gà lại. Anh nghĩ là đưa nó luôn thầy. Đưa vô miệng cho nó liếm thử coi. Đó, nó liếm á. Đó, không sao đâu. Đó, thấy không? Nó rồi, đó quen rồi đó. Rồi, uống được viên thuốc nách gà rồi cả nhà mình. Giỏi rồi đó. À, thầy còn cục nữa là thầy vụ làm quen đó. Dụ cho bé, để làm quen với bé nha cả nhà mình ha. Cầm tay cho ăn á, cho nó quen. Đó. Giỏi, quen rồi. Rồi bây giờ lấy nước lấy đồ rồi giờ cho bú cho Trang nữa, là mẹ con ở trong đó yên ổn rồi. Nhưng mà tạm thời cũng chưa dám ấy cả nhà ha, còn đang khống chế cộng xích. Tại bé rất là khỏe, bé rất là bự, cũng sợ. Không nhờ ông trong chuồng phải khống chế lại, lỡ các bé bên ngoài chạy qua chạy lại nữa thì
làm không lại bé đâu, bé đang có con với lại bé lớn con nữa, giờ đang giữ bảo vệ con nữa, bé cắn á. Cái chuồng á đã xong rồi, bây giờ đó là mẹ con ở trong đó đó, đó là con dựng lắm đó, con vô đó rồi, xong rồi đó, chỗ nó nằm đó, rồi chừng nào nó muốn cho em bé bú thì nó vô đó nó cho em bé bú, vậy đó. Nước uống bây giờ chỉ cho ăn thôi, bắt cái đèn nữa là xong vậy đó. Mẹ thương chứ mẹ có làm gì con đâu, hung dữ lắm nè. Vô với em bé đi, tí nữa mẹ cho ăn cơm, mẹ cho ăn cơm vài bữa mới hết, nó hết không dữ. Dây dài vậy nó vô với em bé nó được. Bơ ơi đừng có chọc nó, con nó la lên mệt lắm, cho đó là che lại con giữ đừng có lạnh, rồi bắt đèn sưởi nữa là xong. Cơm trời ăn lẹ lắm nha, ăn hết một tô cơm bự luôn á. Biết ở nhà có được ăn ngon vậy không, chứ ở đây thấy ăn hết một tô chà bá, ăn ngon lành luôn á. Chứ nãy hết ăn tô này tô thứ hai vậy, tô này hết về tôi làm cái tô thứ hai cũng sạch luôn, không biết chủ có cho ăn không chứ mà về đây là thấy hai tô cơm mà hồi nãy cho ăn cái trứng hoặc vịt lộn nữa rồi đó, khủng khiếp không. Rồi bây giờ mình đang đến với trạm ăn thì mình đã gửi một mẹ sáu bé vô rồi, yên ổn cả nhà ha. Nhưng mà bây giờ chó mẹ còn đang bị quản, đang bị hoảng để vừa bảo vệ con mà vừa hoảng mấy chó lạ, rồi vừa cái như là chỗ lạ nữa, rồi các bé bên ngoài thì đông nữa, đâm ra mình phải bạn thầy nói là phải để cho chó mẹ tỉnh chút xíu rồi bắt đầu là mới quay trở lại sửa lại ngăn nắp được cho các bé, dụ cho bé ăn từ từ. Thì bé đã được uống một viên Netga rồi cả nhà mình ha, thì tháng sau để cho bé uống thêm viên nữa là có lẽ là bé hết. Còn đây là nhà mèo của bạn Thì, đây là nhà mèo nhà trước thôi cái nhà đó, còn ở nhà sau nữa, nhà sau mới là đông, nhà này có mấy con thôi, nhà này mấy chục à, nhà sau mới là đông. Các bé đi theo mình đây, cũng mong cả nhà mình trong nước và ngoài nước yêu mến Trạm Bằng Thì, các bé Trạm Bằng Thì hỗ trợ phụ với Trạm Bằng Thì để chăm lo các bé tốt hơn cái nhà ha. Và có một mẹ sáu con mình đang gửi nữa. Đây là các con của Trạm Bằng Thì cái nhà mình ha, nó theo mình á, mình nè đó, theo mình á, mình á, con là Bằng Thì nè cả nhà ha, đó theo mình ghê không cả nhà mình. Đây. Mình dữ vậy hả? Hả các con? Các con hả? Mình dữ vậy hả? Đó các con ơi, các con Trạm Thì cả nhà ha. Đâu hết rồi, Biểu ơi. Biểu không? Rất là hiền, rất là ngoan. Đâu Biểu? Biểu ơi. Biểu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ơi. Mừng ba hả? Mừng ba đúng không? Đứa nào cũng mừng á. Nó cản đường, nó không cho mình đi luôn cái nhà mình. Nó không cho mình đi luôn. À.
đây là nhà mèo của Trạm Đại Thầy ở cái nhà mình ha. Các con Trạm Đại Thầy ở cái nhà mình mập ú ú, con này mập sạch sẽ ú ú ở cái nhà, mập khủng khiếp luôn á. Còn do mập cái này, đứa nào như đứa đó. Nói chung là bạn thầy nhìn luôn và thấy là bạn thầy chăm sóc các bé rất là kỹ rồi cả nhà mình ha. Coi nè, còn do luôn á. Trời ơi, ú luôn, một lưng. Nó nói đói mèo à. Đó rồi mấy. Tí tao mới xuống nằm phơi nắng á, làm cho nó phơi nắng nè. Lạnh thì vô trong. Đó. Leo ơi. Đi sao? Còn đây là cơm. Gạo này nghèo dữ trời. Gạo đựng hết rồi. Trời ơi, gạo gì nghèo dữ vậy? Đây cơm ở nhà ha. Hai nồi. À cái này là thịt xay. Nạc dăm. Này cơm. Cái nồi bự luôn rồi. Bẩn luôn. Rồi, cả nhà mình nói chung là cũng thấy tổng thể các bé sơ sơ rồi cả nhà ha. Tại vì mình không có chui vô nhà mèo thôi. Cái nhà mèo thì nó đông hơn bên đây, cái nhà mèo bên đây rất là đông hơn cả nhà mình ha. Nấp ở trong á, nấp ở trong. Con ơi. Nói mèo à. Nằm lắm bụng ra cho cả bà con cô bác xem cái bụng như thế nào coi. Coi bụng mở không à. Nó. Này nó quen mình rồi cả nhà mình. Nó quen mình rồi nè. Tèo muốn thân tịnh. Có 13 tháng thôi chứ như mà bự như quỷ vậy. Mình bị giỡn cười quá, giỡn chút cho vô nữa. Sợ. Giỡn với mẹ được, con giỡn với người. Chú Tiên Nhân đâu biết là con giỡn đâu. Giỡn, nó giỡn, cậu lực lắm. Nó không giỡn mà chảy máu liền chứ ở đó. Đó, mà nó giỡn vậy á. Rồi, cả nhà mình thấy hết các bé ở trạm bằng thầy rồi cả nhà ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ phụ Trạm Ăn Thì rồi chăm lo các bé cả nhà ha. Rồi vậy mình xin khép clip lại. Cuối clip xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Cả nhà mình yên tâm ha. Một mẹ già sáu bé đã được Trạm Ăn Thì gian động vòng tay che chở rồi cả nhà mình ha. Bây giờ để cho các bé quen rồi mới sửa được cái chuồng cho các bé. Rồi cái giò còn xài nha.